Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng bữa ăn, thì nhiều trường đã tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia giám sát bữa ăn bán trú của học sinh, nhất là trẻ mầm non. Từ 5 giờ 30 sáng, chị Ngô Thị Mỹ Hoa, phụ huynh học sinh lớp lá 1 trường mầm non Hoa Quỳnh đã có mặt tại trường để cùng nhiều phụ huynh khác tham gia giám sát và cùng chuẩn bị bữa trưa cho trẻ mầm non. Thì trong quá trình tham gia mình thấy bếp ăn đúng chuẩn quy trình bếp một chiều cũng như là thực phẩm tươi ngon, đảm bảo đầy đủ chất và lượng, có công tác lưu mẫu, món ăn của trẻ màu sắc rất hài hòa, đầy đủ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, phụ huynh còn được dự giờ ăn trưa cùng với các con để đánh giá về chất lượng bữa ăn. Kính thưa quý vị, việc phụ huynh tham gia giám sát và phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức bữa ăn cho trẻ không chỉ là dịp để phụ huynh trải nghiệm, tìm hiểu về quy trình bếp ăn của nhà trường, mà đây còn là dịp để phụ huynh có thể tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng những bữa ăn chất lượng hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Món ăn các bé ăn thì rất đa dạng. Cũng vệ sinh đầy đủ, dinh dưỡng rất là nhiều. Cách trình bày món ăn thì cũng bắt mắt. Để tạo điều kiện cho phụ huynh cùng tiếp cận và cùng phối hợp cũng như là hỗ trợ nhà trường thống nhất trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, thì đầu năm nhà trường đã xây dựng những cái kế hoạch và đưa những cái kế hoạch đó đến phụ huynh để thời gian phụ huynh có thể sắp xếp được cùng nhà trường từ khâu tiếp phẩm qua cái phần sơ chế cũng như cùng trực tiếp với nhà trường chế biến những món ăn cho trẻ và giám sát cái bữa ăn của trẻ. Trong kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học năm học 2022-2023, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học với các hình thức như tự kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra cấp quận, huyện, tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Đặc biệt, Sở sẽ phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các trường học có bếp ăn, suất ăn công nghiệp, căng tin khi có phản ánh từ báo chí, phụ huynh, học sinh.